cái một chiếc xe tăng gì đó. Bên tả trái của mình là có đâu không nha? Trời ơi, có mấy bé nhỏ nữa kìa. Con thuộc bài làm của chú không con? Trời dễ thương quá. Rồi còn xa xa cái từ xa nữa. Là một bài trong vòng solo cuối cùng của Hurricane trong chương trình Anh Trai Say Hi cùng với Winter Lê và shout out to producer Mexico đã làm nên con beat này. Mọi người muốn sung hơn không? Muốn sung hơn không ạ? À? Muốn ra nước ngoài không ạ? À? Ok, vậy thì bài hát tiếp theo hy vọng mọi người sẽ bay ra nước ngoài cùng với Hurricane. Let's go. Biết bật lên là biết bài gì lên này. Đúng là tuyệt thật. Cũng xíu. Nên mình không biết các bạn đứng gần đây mọi người đang ngồi đúng không nhỉ? Mọi người chịu nổi hả? Trời đất ơi, tôi nghĩ là mọi người phải đứng lên đó. Đứng tại chỗ nha. Trời, không có làm đổ nào nghe. Tốn tiền của nhà trường nghe. Đứng lên chưa? Bài hát này mà không đứng lên, không ôm nhau, không thể hiện tình yêu thì đó không phải là năng lượng của đứa trẻ. Mình muốn bài này mọi người phải tóc sáng cái bầu trời ngày hôm nay lên. Chúng ta đang rất
ở rất xa trung tâm đúng không ạ? Chúng ta sẽ không bao giờ thấy được quá là nhiều ánh đèn như là bây giờ. Mình cũng có người thắp đèn flash cho mọi người lên hết buổi tối hôm nay rồi. Đúng rồi. Ồ, khi mình thắp flash lên mình mới thấy là có một cái bạn rất là xa luôn nha. Siêu xa luôn nha. Bên đây thì sao ạ? Bên đây thì sao ạ? Trên lầu thì sao ạ? Ok. Ôi ơi, quá đẹp luôn nha. Hy vọng camera sẽ bắt được sự tuyệt vời của Đào Minh Nhật. Đấy, hãy cùng hình ảnh em yêu thương. Hôm nay mình có ổn mà. Thật sự là rất là xúc động. Cảm ơn
Quyền Trâm rất là nhiều, cảm ơn tất cả mọi người đã đã đứng xa xa xôi để mà có mặt ở đây rất là xa và chờ rất là lâu. Một lần nữa cảm ơn Hà Nội rất là nhiều. Người khen đi.